Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hợp Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ kỹ thuật cá cán nào nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái này là mình cán ở cái sàn, thì không phải như ở dưới nền trệt nha cô chú anh chị. Thì mình đã dùng nước và tưới lên cho độ ẩm và trong hồ đưa vô. Thì nói chung thì các bạn làm thì mình khuyên nên là mình phải là tưới nước cho nó đủ nước ở cái mặt sàn trước khi để mình cán một lớp hồ sáp để lá gạch nha. Thì ở đây mình đang cũng cân chỉnh mặt bằng để vô để ghém cho cái nền phòng. Thì mình sẽ cán hai cái phòng để qua ngày sau mình mới lắp gạch nha. Thì ở đây nếu mà mình trồng hồ sáp để mình cán nền lát gạch thì mình sử dụng là một bao xi măng là trộn cho 9 xô cát, tối đa thì nó là 8 hoặc 9 xô, cũng như giống như hồ xây nha cô chú anh chị bạn, để chống mà nó bị bợp. Thì những nhiều các bạn xem video của mình lúc trước mình có cán nền đó, thì cán như vậy thì nó bị bợp, nó lột hết, chủ nhà không đủ tiền để sửa chữa. Thì mình đảm bảo với cô chú anh chị và các bạn thì mình làm có một kỹ thuật của mình và chia sẻ cho những anh em xem. Thì là nền mình lúc nào mình làm rất là ok, không bị bong chóc chút nào, không có bị bợp luôn. Thì mình làm theo cái kỹ thuật của mình. Thì ở đây thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm cán cái nền trên tầng sàn như thế nào nha. Rồi mời cô chú anh chị và bạn xem công việc của mình làm nha.
We'll be right back.